Đánh giá của báo chí trong nước về tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có khách quan. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, viết tắt MLNQVN, tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network, viết tắt VNHRN, tự nhận là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập vào tháng 11 năm 1997 tại thủ phủ chống cộng Little Sài Gòn ở Mỹ. Nhóm người lập ra nó đều là đại diện của hội đoàn chống cộng khét tiếng ở hải ngoại, là cựu binh Việt Nam Cộng Hòa, có hằn thù quá khứ như Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung. Về danh nghĩa, họ tuyên bố tập hợp một số cá nhân và đoàn thể đấu tranh và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam dựa trên tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Về hoạt động thực chất là truyền thông ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam như ra bản tin nhân quyền, báo cáo nhân quyền, giải thưởng nhân quyền hàng năm, vận động chính phủ Mỹ và các nước ủng hộ họ, tổ chức hội họp để cổ vũ nhà hoạt động nhân quyền trong nước và trợ giúp về tài chính, y tế cho các nhà hoạt động nhân quyền gặp khó khăn. Nghe có vẻ như họ đề cao giá trị nhân quyền quốc tế và đấu tranh đòi giá trị này cho người dân Việt Nam. Nhưng vì sao họ luôn bị báo chí trong nước lên án, chỉ trích? Chỉ trích nhiều nhất là nhắm vào các giải thưởng nhân quyền mà họ dành cho những người mà họ cho là nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và hàng loạt báo khác như báo Công an Nhân dân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định những giải thưởng nhân quyền ấy không hề biểu lộ chút giá trị nào như tên gọi của chúng. Những cá nhân nhận giải thưởng toàn là những kẻ vi phạm pháp luật, phản bội hoặc chống phá chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Việc trao thưởng được các báo này nhận định là để kích động những phần tử vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua các hoạt động chống phá nhà nước ngày càng liều lĩnh chống chính quyền như con thiêu thân. Những giải thưởng này được trao theo kiểu xếp hàng đến lượt chứ không hề có tiêu chí rõ ràng trong xét duyệt. Đánh giá về tổ chức này, báo Công an Nhân dân cho rằng Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là tổ chức phản động lưu vong người Việt, chuyên núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, vu cáo, xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam. Báo này cho rằng những người đứng đầu VNHRN lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam. Việc những người này chỉ hoạt động bên Mỹ mà không có bất kỳ hoạt động nào trong nội địa khiến cho những cảnh báo của họ về tình hình Việt Nam không thể chính xác và khách quan. Báo cũng cho rằng chiêu thức lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá trong nước đã bị lỗi thời khi nhân dân Việt Nam ngày càng hiểu biết về kiến thức nhân quyền cũng như mục đích thực sự đằng sau những hành động của VNHRN. Về các báo cáo nhân quyền hàng năm của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, được báo chí trong nước cho rằng đều xuyên tạc tình hình nhân quyền, dân chủ, tự do ở Việt Nam. Nguồn tin được lấy một cách không khách quan khi những người được hỏi chỉ thuộc những nhóm người vi phạm pháp luật Việt Nam. Những đánh giá này có khách quan hay không? Thứ nhất, nhìn vào danh sách người điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đều là người ủng hộ cờ vàng ba sọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết, ủng hộ tổ chức khủng bố Mặt trận Hoàng Cơ Minh trước đây và Việt Tân hiện nay, hay các tổ chức khác có mục tiêu công khai lật đổ chế độ hiện hành. Điều đó có nghĩa Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đang đấu tranh khôi phục chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã bị xóa sổ hoàn toàn, tìm cách lật đổ thể chế bộ máy nhà nước hiện thời. Toàn cá nhân và tổ chức chống Việt Nam như vậy để quy tụ vào một tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ nhân quyền thì nói tổ chức này mượn vỏ bọc nhân quyền để chống phá lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không hề sai, không hề oan chút nào. Thứ hai, nhìn những cá nhân mà Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đưa tin hàng ngày, trao giải thưởng nhân quyền và hỗ trợ tài chính đều là những người có mục tiêu chống lại chế độ chính trị Việt Nam hiện thời. Bất kể cách thức và phương thức cực đoan, khủng bố, khiếu kiện vô lý như họ ủng hộ và bảo vệ cho nhóm đồng thuận của Lê Đình Kình và đồng bọn dùng phương thức bắt cóc, bạo động, chống lại công an, chính quyền sở tại, gọi là nhà đấu tranh, quyền đất đai chẳng hạn. Họ trao giải thưởng cho Cấn Thị Thêu, Trần Ngọc Anh, Trần Thị Nga đều là những kẻ không có văn hóa, ăn tục chửi bậy, hành xử thô thiển, hô hào bạo lực cực đoan, không có viễn kiến, không có định hình đấu tranh cho giá trị nhân quyền xa xôi, chỉ là tìm cách gây gổ với nhân viên công quyền làm thành tích đấu tranh, là sự hạ thấp, làm vấy bẩn cái gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền, có văn hóa, có nhân văn mà con người cần hướng tới.
Thứ ba, báo cáo nhân quyền của tổ chức này thực chất thu thập tất cả thông tin hạ thấp, bôi nhọ chính quyền là chính, bảo vệ và đòi trả tự do cho những cá nhân có hoạt động chống lại chính quyền, không đếm xỉa đến nguồn gốc, miễn đạt tiêu chí này, thì đều hiện diện và sắp xếp vào các thư mục trong báo cáo nhân quyền. Nó khác hẳn với tên gọi là báo cáo thông thường, tức đánh giá cả thành tựu và hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, nguyên nhân của thành tựu. Nó càng xa lạ với cái gọi là nhân quyền, khi chỉ không hề quan tâm đến những giá trị an sinh xã hội, tiến bộ xã hội, chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, trình độ học vấn cho dân chúng, mà chỉ nhắm đến quyền chính trị như không có đa đảng, tuyệt đối hóa việc xử lý những kẻ vi phạm pháp luật vì chống lại thể chế chính trị, quy kết việc xử lý mấy trăm cá nhân này là bằng chứng đàn áp tự do ngôn luận, không có tự do biểu tình, tự do Internet, bất chấp 99,9999% dân số còn lại đang hưởng thụ và hài lòng với chính thể. Việc báo cáo nhân quyền của mạng lưới nhân quyền Việt Nam bị lên án là thiếu khách quan, là chiêu trò núp danh nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam không hề sai chút nào. Nói thẳng thắn ra, tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam hoạt động không khác gì Việt Tân và hàng trăm đảng phái chính trị tự phong đòi lật đổ chính thể hiện hành của Việt Nam bằng mọi phương thức. Điểm khác nhau duy nhất là các tổ chức kia công khai mục tiêu thay đổi thể chế chính trị Việt Nam. Hiện nay thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam chọn đóng vai trò làm nhà từ thiện, cổ vũ, ủng hộ bằng tài chính, bằng tuyên truyền, bằng vận động các nước và cơ chế quốc tế để bảo vệ các đối tượng hiếm hoi trong nước, dám công khai chống lại chính quyền mà thôi. Trong khía cạnh luật pháp thì kẻ khủng bố và kẻ tuyên truyền ủng hộ khủng bố, gây quỹ, góp tiền ủng hộ khủng bố đều là tội phạm khủng bố như nhau. Sự khác nhau là chọn khủng bố theo cách thức của mình. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng vậy. Nó khác với tổ chức khủng bố Việt Tân là nó chỉ quyên tiền, ủng hộ, cổ suý các đệ tử, thành phần dân chúng trong nước tham gia Việt Tân bị xử lý. Còn Việt Tân thì đóng vai trò nhà tuyển lựa, lôi kéo, cấp lương, nuôi dưỡng đám dân chúng làm việc cho Việt Tân mà thôi.